Huy, 18 tuổi, cái tuổi mộng mơ và đầy hoài bão. Âm nhạc là niềm đam mê bất tận giúp tôi có thể cảm nhận được từng giá trị trong cuộc sống muôn màu. Hầu như trong mọi khoảnh khắc hàng ngày, tôi đều chìm đắm vào những giai điệu du dương của những nốt nhạc. Điều may mắn của tôi là tôi luôn được gia đình ủng hộ niềm đam mê của mình, nhưng họ lại muốn tôi tập trung hơn vào con đường học vấn để có một tương lai thật vững chắc. Thật sự, tôi rất muốn theo đuổi niềm đam mê của mình, nhưng lại không muốn làm ba mẹ thất vọng. Và chỉ còn vài tháng nữa thôi là những ngày tháng áo trắng học trò sẽ khép lại. Tôi sẽ lại phải bước đi trên một cuộc hành trình mới. Đối với tôi lúc này là những ngày tháng khó khăn vô cùng. Tương lai thật mịt mờ, chẳng biết làm sao để có thể chọn cho mình một hướng đi tốt nhất. Giá như tôi có thể chọn cả hai thì hay biết mấy. Và hôm nay vẫn là một ngày thật bình thường, cho đến khi... Chào mừng bạn đã đến với Hill Tour, một chuyến du hành dành cho tương lai, và nơi đây là trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Hãy giữ bình tĩnh và đừng quá ngạc nhiên. Hít thở một hơi thật sâu và cùng chờ đón những điều thú vị trong chuyến du hành này nhé. Nào, cùng đi nào! Sao thắp sáng bóng đêm, thứ ánh sáng ấy lăn đi nhanh là kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Cuộc sống sao có lúc gặp ghềnh, từng bước hiên ngang giữa muôn khó khăn, sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tôi trên lưng vững vàng sống với một tình yêu. Oh.
Nhà nước mơ Việt Nam bay cao trong nắng vàng. Nhà nước mơ Việt Nam lung linh trong tiếng cười. Nhà nước mơ Việt Nam bao la tình người. Nhà nước mơ Việt Nam yêu thương sông sẻ chia. Hạnh phúc trong tầm tay khi ta cháy hết mình. Tỏa sáng như ngày mai say nên bao khát vọng. Lòng biết ơn cuộc sống hôm nay tuyệt vời. Hạnh phúc sẽ tràn dâng khi ta chấp lấy cho. Giờ thì tương lai đã được hé mở. Tôi đã tìm ra được bệ phóng dành cho riêng mình. Và chỉ cần tôi được là chính tôi, chắc chắn tôi sẽ vươn cao, tỏa sáng rực rỡ.